Chỗ nó không sẵn em mệt tí. Chào mọi người. Có ai xem em like không nhỉ? Hôm nay Hiền sẽ live stream chắc là buổi cuối cùng á, giới thiệu mọi người cái sản phẩm phấn BB stick. Mọi người like, mọi người chia sẻ bài giùm em ạ. Chia sẻ mình chơi game một chút rồi em giới thiệu sản phẩm nhé. Rồi mới chạy đâu nè. Chào Thiên Vân. Vân ơi, chia sẻ livestream giúp mình với ạ. À, mọi người vào chợ đông đông mình chơi game rồi mình tư vấn sản phẩm nhé. Mình test thử cái sản phẩm phấn BB stick này nhé. Bây giờ Tết rồi, chị em đang có nhu cầu làm đẹp rất là cao nên là mình muốn giới thiệu cái sản phẩm này tới mọi người. Mọi người like, mọi người chia sẻ bài giúp em ạ. À? Chào giòn, chào nhỏ dễ thương. Chào Nhung Trần. Mọi người chia sẻ livestream cho mình ạ. À? Chia sẻ mình chơi game nhanh nhanh chút, mình sẽ tặng một cây son. Son như thế nào nhỉ? Chào Út Quyên. Mình sẽ tặng một cái son như hình như này ạ. À, của Bizu nhá. Cái son này là son ly nhá, đánh rất là thích luôn. Chào Hồ Quyên. Mọi người chia sẻ livestream giúp mình ạ. À, chia sẻ tích cực vào các hội nhóm bên này, trang cá nhân của mình á, để được nhận được được quà tặng nhá. Mọi người chia sẻ livestream vào như các hội nhóm nhé, càng nhiều hội nhóm càng tốt. Nếu mà các mọi người chia sẻ trên 12 hội nhóm là mình sẽ tặng một cái son dưỡng của Bizu này nhé, thì giá là 85.000 ạ. À, chào Minh Trang. Mọi người chia sẻ livestream giúp mình ạ. À, chia sẻ cho mọi người vào đông đông rồi mình test sản phẩm. Mọi người đi đâu hết rồi, rất là bần nhưng mà cố gắng em chào chị Dương. Chị Dương, hôm nay em livestream em test cái sản phẩm phấn BB stick này này. Phẩm này dùng rất là thích luôn. Mình mà che hết khuyết điểm luôn. Xin là em test là chị sẽ thấy. Chị Dương cố gắng xem livestream nha. Chị, mọi người chia sẻ bài giúp mình ạ. À, chia sẻ tích cực vào các hội nhóm để mọi người xem đông đông á. Rồi em sẽ bóc số ngẫu nhiên. Mọi người mà đoán được số đúng lấy được tiền cho khỏe. Vì là thực sự là em rất là bận. Cuối năm là việc cơ quan, việc nhà đủ thứ kiểu luôn á. Nên là cứ cái gì nhanh gọn nhẹ là em làm thôi. Chủ yếu là test sản phẩm nhé mọi người. Ô, cô Hữu cũng xem hiện cái livestream của cô Hữu. Trương Hữu. Khi nào về Tết cô Hữu ơi? Mọi người chia sẻ livestream tích cực giùm em ạ. À, chia sẻ mọi người comment liên tục. Comment với like giùm mình á. Chào Phương Đinh. Vì để mình chơi livestream á. Xuống lấy cái giỏ sách cho mẹ lấy tờ tiền á. Mình chia sẻ livestream này comment liên tục, comment ABC gì cũng được. Mọi người comment lịch sĩ nữa, mình chơi game á. mọi người chơi game á, chào Hồng nhá. Là comment không bị ẩn. Mấy lần trước em like mà comment bị ẩn hết trơn. Em không thấy một cái comment nào của mọi người hết. Nên rất là buồn luôn á. Mọi người cố gắng chia sẻ và cố gắng comment nhiều vô ạ. À,
chứ cứ xem mà không comment nó đến hồi mình comment số để mà chơi game nó không có trúng. Mọi người tích cực chia sẻ bài giùm em hả? Cuối năm nó chắc là lần này là chỉ có bạn chị em ở Đà Nẵng được thôi, vì là thành phố, vì bây giờ ship bên vận chuyển là chỉ có nhận ship nhanh Hà Nội với Sài Gòn nữa thôi, còn các tỉnh thành khác là bị hạn chế, nhất là ở xa xa là không có nhận nữa. Nên mọi người chia sẻ bài giúp Hiền nhiều lên ạ. Chia sẻ mau để em lấy ra tiền em tặng quà nè. Tặng một thỏi son trị giá 65.000 nếu ai đoán số 2 số cuối của tờ tiền ạ. Mọi người chia sẻ bài tích cực giùm em, ví như mọi người chia sẻ được trên 12 hội nhóm mà chụp màn hình lại nhé, vì mình chia sẻ thành công ở hội nhóm nào mình chụp màn hình lại gửi cho em đủ 12 hội nhóm em sẽ tặng một cái son dưỡng bi này ạ. Cái son dưỡng này rất là dùng rất là thích luôn, môi mềm không bị khô môi. À, chị chào Hiền nha, lâu ngày khỏe không em? Cái son dưỡng này này dùng rất là thích, một một mùa lắm, nhỏ xí à, nhưng mà dùng thích ơi là thích cả một mùa không hết đấy. Mọi người nhắn tin đây rất là xinh ha, mọi người cứ có một cái thỏi son này mà bỏ ví trong dịp Tết này, là vì mình đi 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 đi, đi chơi á, mình đi chơi nhiều, đi đi gió, ra ngoài trời là mình bị gió, cái mùa đông này khô môi khô da lắm, nhưng mà mình có cái thỏi son này là môi mềm này, môi hồng tự nhiên lắm. Chị chào Hiền nhá, chia sẻ lại tin giùm chị Hiền ơi, cho mọi người xem đông đông cho. À em khỏe rồi hả? Hai mẹ con khỏe là ok rồi. Con coi thì này. Con muốn thích thì. Con thích hả? Con muốn thích thì. Thì con ưng chi thì con thích, thì con thích chứ. Con muốn yêu thích thì. Thôi đừng 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 đừng. Đừng. Mọi người đoán số 2 số cuối của tờ tiền này nhé. Mình không che được nữa nên là cứ cầm thôi. À Vi à, Vi chia sẻ bài tích cực giùm Hiền đi Vi ơi. Hôm nay Hiền chơi game một chút rồi Hiền sẽ tải cái phần BB Stick này Vi này. Phần này dùng thích lắm. Che khuyết điểm tốt mà mình ra lắm. Mọi người chia sẻ livestream nhiều rồi lên lên giùm em ạ. À. Chia sẻ vào các hội nhóm. Bận Tết là rất là bận nhưng mà thôi tranh thủ thời gian. Chị cảm ơn nhá, chị đánh màu son son gì nhỉ? Son hồng san hô đấy. Son bi bi son bi du đấy em này. Mấy nay thức khuya nhiều lắm nên là sửa rửa mắt Vi hả? Hiện có sửa mà sửa mắt sạch tạo sẵn rửa sạch lắm Vi. Em chào chị Minh. Mọi người cùng chia sẻ livestream giùm em ạ. Chào chị Trần Huyền ạ. Mọi người bây giờ comment đoán hai số cuối của cờ tơ tiên này ạ. Đúng là em tặng qua một thỏi son bijou này nhá. Đâu nhỉ? Đây. Vi ơi, cái sữa rửa mặt chắc chị chút nữa Hiền inbox với Vi nhá. Không thì ngày mai Hiền mang đi làm Hiền mang sẵn cho Vi. Sữa rửa mặt dùng thích lắm. Một năm chỉ cần 2 bình thôi, 2 đến 3 bình là rửa sạch lắm. Da nào cũng thích hợp mà rửa mặt sạch lắm, Hiền thích lắm. Mọi người chia sẻ livestream và đoán số giúp mình ạ. À. Hai số cuối của tờ tiền này nó sẽ được một thỏi tặng một thỏi son này nhá. Mọi người đoán trúng là mình tặng nhá. Mọi người chia sẻ livestream tích cực ạ. À. Hôm nay em livestream em giới thiệu mà 190 ngàn thôi Vi ơi. Sửa mặt nó sửa rửa mặt dùng thích lắm, Hiền đảm bảo luôn đấy. Hôm nay Hiền livestream là muốn giới thiệu với chị em bộ sản phẩm này, một là phấn BB Stick này, cái
Cái sản phẩm này đang là rất là hot hot luôn ở trên thị trường, mọi người đang săn lùng rất là nhiều, hàng về đến đâu nó chạy đến đấy. Cụ thể là như em hôm nay hàng về là chạy sạch trơn luôn, lại phải nhập tiếp. Còn đây là son bijou, cái màu son này em đang đánh đấy ạ. Màu này là màu hồng san hô, lên máy thì em thấy hơi đỏ cam nhưng mà thực tế là màu hồng dễ thương lắm ạ. Ở ngoài rất là xinh hơn là trong 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 hình rất là nhiều. Mọi người chia sẻ livestream giúp em ạ, chia sẻ tích cực vào các hội nhóm để mình chơi game rồi em test sản phẩm á. Không, con không mở được. Bảo Yến lúc đi có ở đây mà mở đó. Ở đâu? Đây con mở đi. Mọi người đoán tích cực ạ, Vi đoán nhiều vào Vi nhá. 86 chưa đúng. Mọi người comment và đoán số giúp mình ạ. Ê, chị Tao Thu nha. Chị cảm ơn. Chào Dung. Dung chia sẻ 3 giúp chị nó. Chị đang bận lắm, đang làm hành lắm, làm kiều dở, nhưng mà hứa livestream với mọi người mà hôm nay cố gắng livestream bữa chắc không biết là buổi cuối cùng ấy. Trời ơi. Thu nhiệt tình quá, tính gì là like gì loạn xà đó Thu. Chào Trình Oanh. Mọi người cùng chia sẻ livestream với đoạn số nhiêu vào mà Thu đoạn số chơi game giùm chị na. Hai số cuối của tờ tiên này sẽ được tặng một cái son này. Chị Huyên 68 chứ đúng ạ. Ok Vi Mai Hiên Dịp nhá. Ồ chị quăng cái status trên Facebook rồi. Bây giờ hẹn mọi người là 8 giờ. Bây giờ 8 rưỡi rồi mới báo chứ đúng Vi ơi. Cuối năm bần lắm, công ty cũng bần ghê gớm lắm Thu ơi. Nhưng mà chị cố gắng, cố gắng. Tránh thủ chứ, bây giờ còn cuối năm thôi mà. Mọi người chưa đúng Thu ơi, chưa đúng 21 chưa đúng. À 26 chưa đúng, 11 chưa đúng, 04 chưa đúng, 15 chưa đúng, 55 chưa đúng, 65 cũng chưa đúng luôn. Chín mươi chưa đúng. 08 không đúng. 78 không đúng. Mọi người chia sẻ tích cực ạ. Chị Huyền 25 chưa đúng à? 79 chưa đúng à? 27 không đúng. Mọi người chơi game chia sẻ tích cực tụi em ạ. 31 chưa đúng Vi ơi. Đúng rồi Thu ơi. Cố gắng mà làm mấy ngày Tết này thôi. 6 Tết nghỉ ngơi rồi. 06 chưa đúng Vi ơi. Mọi người comment nhiều lên ạ. Comment để chia sẻ về tương giùm mình nhá. Đúng rồi, tính to dễ sợ luôn ạ. 12 chưa đúng. Chào Thảo Phạm. 86 chưa đúng Dung ơi. 10 chưa đúng. 30 không đúng, 29 không đúng. Chưa đúng Thu ơi, 10 chưa đúng Thảo ơi, chưa không 6 chưa đúng. Vì này hai số cuối của tờ tiên mọi người nha, 59 chưa đúng ạ. Tao cái tăng cái chứ coi tờ xanh xanh. Tăng anh Hải ha, anh Hải cứ chứ hay comment số tài khoản lên đây em chuyển khoản cho nó gì anh. 60 chưa đúng ạ. 03 chưa đúng, 02 chưa đúng. 35 chưa đúng Vi ơi, mọi người chia sẻ tích cực giùm hiền ạ. 65 chưa đúng. Chào Nguyễn Thị Thúy. 26 chưa đúng. Mọi người comment nhanh nhanh lên ạ. Một thỏi son trị giá 165.000 ạ. 77 chưa đúng Vương ơi. À Dung ơi. Chị chưa tẹt phấn, chị mới chơi thôi em. Chị mới vừa mới like tức thi thôi. Mới được mấy phút em ạ. 66 chưa đúng. Em chào chị Nguyệt. Đúng rồi có bà. Anh Hải nói chuyện vui quá. Thủy 68 chưa đúng, 06 chưa đúng, 01 chưa đúng mọi người ạ. Chào chị Nguyệt.
13 chứ đúng, 95 chứ đúng. Ôi hôm nay mới thấy nhăn như có chị Hiên lái này. Cô Vân ơi chia sẻ ba cái Hiên với hả? Với này là mọi người chơi game đi ạ, chỉ cần đoán hai số cuối của tờ tiền 500k này ạ là được một thỏi son này, một trị giá chín bao nhiêu nhỉ? 165.000. 93 chưa đúng, 92 chưa đúng, 68 chưa đúng, 45 chưa đúng, 75 chưa đúng mọi người ạ. Chưa còn số nào đúng hết á. Để con. Con là cầm chơi ra mẹ đập đó. Cha không thực ra đâu. 79 chưa đúng, 52 chưa đúng, 70 chưa đúng ạ. Mọi người comment tích cực lên ạ. 61 chưa đúng. Mình không có giới hạn comment. Mọi người cứ comment lên, cái lúc đấy mới đẩy cái comment lên của mọi người được. Cái nhưng như lần trước các mình chơi game mà không thấy một comment nào nổi lên hết trơn á. Anh đi mua về quê ở anh hả? Em năm đi ở lại Đà Nẵng, nếu mà có về thì về nồi thôi, mà về nồi chắc một ra mua hai tiệt, em về một hai ngày. Mọi người ơi, mọi người cứ comment lên ạ, bởi vì chưa có số nào đúng hết. Chị Huyền ơi, 749 chưa đúng à, 25 chưa đúng à, 23 chưa đúng, 21 chưa đúng. Chị Thủy ơi, 07 chưa đúng à, 10 chưa đúng. Vân ơi, mọi người cố gắng lên ạ, cố gắng lên comment số chính xác rồi em gợi ý nha, từ số 50 trở lên nhá. Chia sẻ ba giống chị với. Chia sẻ tích cực lên, mọi người chia sẻ tích cực cho mình ạ. Mình không có giới hạn cái số lần comment số của mọi người, nhưng mà mọi người chia sẻ về tường mình giúp mình 3 lần nhá. Ít nhất là 3 lần chia sẻ về tường 3 lần giúp mình. Rồi 02 chưa đúng. Không có, Phong Trinh thì đoạn 02 không đúng. 58 có thầy út, 58 không đúng, 57 không đúng, 83 không đúng, 19, 30 không đúng ạ. 57 không đúng, mọi người đoán 57 nhiều đó không đúng ạ. 63 không đúng, Vân ơi. Đấy là một số lẻ nhá, từ 50 trở lên ạ, mọi người đoán từ 51 trở lên ạ. Giới hạn cho mọi người như vậy để kết thúc game nhanh thôi, em còn tẹt phần ạ. 75 chưa đúng, 72 chưa đúng. Một số lẻ mọi người nhá. Gợi ý là một số lẻ. Một số lẻ. Không đúng mọi người ạ. Chưa thấy số nào đúng hết, 99 không đúng bắp ơi. Mọi người nhanh tay ạ, chia sẻ về tương cá nhân của mình 3 lần, ít nhất là 5 hồi nhỏ mọi người nhá. Mọi người chia sẻ đông đông rồi. Vi đúng rồi, 91 Vi nhá. Ghim chỗ nào nhờ, không biết ghim là trời ơi. Vi đúng rồi, Vi ơi. Vi ơi, Vi 91 đúng rồi mà Vi nhá. Đâu nhờ, 91 đây. Đúng rồi, đúng rồi, mẹ, đúng rồi. Vi ghim giùm Hiên với hả? 91 đây Vi ơi. Ghim đâu nhờ, ghim bình luận này. Rồi. Comment mua sửa rửa mặt là được tặng son nhá. Comment inbox Hiên chọn màu son Vi nhá. Vi ok, cái xong Hiên chuyển qua. Mọi người ở nhà Vi trúng rồi nhá. Hiên ghim rồi Vi ạ. Mai Hiên xịt luôn nhá, cả son cả sữa rửa mặt nhá. Chúc mừng Vi mà đã may mắn nhá. Bây giờ Hiên sẽ tỏi tẹt phần cho mọi người nhá. Ấy Hải mời em à. Bây giờ em sẽ làm. Ôi mình đoán thật là đoán tùm lum. Vui quá. Hôm nay là chị em bước đầu là chia live stream tặng quà thành công mới đây. Bây giờ Hiên sẽ tạo quyết điểm ở cho trên mắt cho mọi người thấy nhá. Đây phải quẹt như này cho mọi người dễ thấy. Chứ quẹt ít chứ không thấy, vì này đừng chậm chậm khó thấy quá, quẹt như này mọi người nhá. Để cho thấy. Không biết giờ vẽ gì nữa đó. Như này mọi người thấy chưa ạ?
Em chào chị Ánh ạ. Mọi người chia sẻ lại tin giúp em mà để em tẹt phần cho mọi người cùng xem nhé. Tạo khuyết điểm như thế này là đỡ ok chưa mọi người nhỉ? Giống con mèo. Đúng rồi, anh, giống con mèo dễ sợ luôn. Bây giờ em tẹt phần nhé. Vẽ em mặt mực, bút già lên mực như vậy rồi. Bây giờ em tẹt phần cho mọi người xem nhé. Xem cái đồ thần thánh, đồ che phủ của phấn. Em chỉ cần một chấm chấm nhẹ nhẹ nhất là về thôi, chứ không cần quẹt phần lắm đâu ạ. Mọi người chia sẻ like trên nhiều YouTube em ạ. Đúng rồi. Thủy có cho bà ngoài coi không Di Thủy? Mọi người thấy không ạ? Em vừa mới đi một cái đường nhẹ nhàng thôi nhá, là đã che hết mọi khuyết điểm em vừa mới tạo ra rồi đấy ạ. Trước giờ em chưa thấy cái phần nào mà thân thành như cái phần này luôn á. Vừa mịn da mịn lắm, vì như da em có cái nhược điểm là lỗ chân lông to, mà em đánh cái phần này lâu quá mịn luôn ạ. Mệt của con anh. Ai mà em cũng không biết là luôn á. Chào Hương Nguyễn. Được rồi đó em. Dạ mọi người nhìn thấy không ạ? Em vừa mới nào khuyết điểm mà em chỉ cần đánh một lớp mà nhẹ nhẹ thôi ạ. Ơi ơi. À ok. Mọi người thấy không ạ? Em chỉ cần đánh một lượt, đây đây là cái đầu chổi rất là mềm mịn luôn ạ. Che hết mọi cái khuyết điểm mà trên mặt gương mặt mình, ví như mặt em là có một cái là nốt ruồi nhiều, với này là lỗ chân lông. Chào Tuyết Nhung. Mọi người chia sẻ lại tìm giúp em vào các hội nhóm ạ. Đấy mọi người thấy không ạ? Em chỉ cần đi một bước nhẹ nhàng thôi ạ. Phấn rất là ít nhá. Đó. Ôi chị mà ghê trời, nghĩ rằng mà là mê quá. Bóc nghe đau lòng dễ sợ luôn đó thấy. Mọi người chia sẻ lại tin cho mình ạ. Đấy mọi người thấy không ạ? Để một bên chưa tẹt nhé, cho mọi người sẽ nhìn thấy ạ. Đừng có quay quay mình đánh á. Mọi người chia sẻ livestream giúp mình ạ. Ai mà có đặt hàng trong livestream này á, ví dụ như một combo như thế này đấy, là mình sẽ tặng một cái son dưỡng này ạ, trong livestream này nhé. Một hộp son và một cây phấn, cứ một hộp son là một cây phấn này là mình sẽ tặng. Em cảm ơn chị Huyên ạ. Một son thì có giá là 165.000, 185.000, 260 là của son râu. Son râu là cùng với thương hiệu BB Stick này luôn ạ, là của Mini Garden đấy. Sản phẩm này của Việt Nam nhá, mà tất cả mọi sản phẩm em bán đều là sản phẩm từ thiên nhiên và không có chất, không chứa chất độc hại mọi người nhé. Hoàng chia sẻ lại stream giùm chị đi chị Hoàng ơi. Chào chị Đoàn Kim Nhung ạ. À. Mọi người chia sẻ lại stream ạ. À. Giúp em ạ. À. Mọi người mua. Mọi người thả tim cái em bất bất mừng ấy. Anh Hải nhiệt tình quá. Mọi người mua một bộ sản phẩm này em sẽ tặng một cây son dưỡng như hình ạ. À. Cái son dưỡng này ạ. Mọi người cứ comment nhé. Chia sẻ ba giùm chị vào các hội nhóm với Hoàng ơi. Anh Hải chia sẻ giúp em vào các hội nhóm mà. Một hộp phấn không là một tỷ giá 315 ngàn chị ạ. À? Em cảm ơn chị anh. Hộp phấn này rất là thích luôn, đánh mềm không bị khô da đâu nhá.
Vì mọi người cứ hay hỏi em là có bị da bị sần sùi không hay là bị mốc da không, nhưng mà không hề nhá, đánh lên là rất là thích luôn ạ. Mà Chào cũng Vân thích thì Ruby. Thế kể con. Mọi người chia sẻ like cho em ạ. Anh chia sẻ mấy chút nhóm đấy hả? em ngồi Ờ, chỗ chị này. chào Vân nhá. Không 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 tải về đâu nha. Không tải về đâu. Chị Mà cái này của mẹ cảm ơn Dung. mà. Kể kể của mẹ thì của mẹ đấy đó. Mọi người mà mua trong livestream này, lúc đầu em định đăng à, em định like lên nhóm, nhưng mà à, thôi vẫn thích là like trong trong tường của mình vì gặp mọi người vẫn thích hơn là like hồi nhóm là mình không quen ấy, nhiều lúc cũng ngại ngại. Em cảm ơn anh Hải nhiều nha, tích cực dễ sợ luôn, bắn tim loạn xạ hả. Mọi người có muốn em tẹt son không ạ? Son bên em nó rất là thích luôn ạ. Để em lấy một miếng giấy. Đây ạ. Mọi người thấy không ạ? Không hề có son dính đâu ạ. Em chào chị Hương. Bây giờ em tẹt mà em che hết phần khuyết điểm bên này lại nhé, để cho mọi người xem nhé. Phần này có hai màu, màu 21 dành cho da mắt trắng và ít khuyết điểm ạ. À, màu 22 làm dùng cho mọi loại da và nhiều khuyết điểm á, mình che được rất là nhiều khuyết điểm luôn. Mà phần này màu hồng hồng lên thích lắm, đánh lên là kiểu thấy má ửng hồng ấy, mọi người thấy không ạ? À, hồi này em mới tạo khuyết điểm hết cả mắt. Ờ đúng rồi Vi ơi, son đánh thì thích lắm, không không bị thâm môi mà mềm môi lắm. Nhìn cái son thì không không hàng của Việt Nam á, cái màu mà hẳn không có phải là xinh lắm, nhìn không sáng chảnh lắm, nhưng mà chất lượng thì khỏi chê luôn Vi ơi. Mọi người chia sẻ livestream tin giùm em ạ. À, mọi người thấy không ạ? À, em vừa mới tẹt bột lớp phấn ạ. À, mà mình không ạ. À, chích long với phần có giá là 315 ngàn nhá. Nếu như bạn mua một bộ sản phẩm vừa son vừa phấn hoặc là hai cái phấn là mình sẽ tặng bạn một cái cây son dưỡng bijou này ạ. À, son dưỡng rất là thích luôn. Gì là út. Ừ, đây ạ. À, cái son dưỡng này ạ. À, có cái gương nhỏ nhỏ xinh xinh không mọi người. Một mùa đông này em chỉ cần một cái thỏi son này thôi, lúc nào môi cũng mềm mà lung linh lắm ạ. À, chứ không phải là phải lo lắng là môi bị khô nứt nẻ hay da bị khô nứt nẻ đâu ạ. À, cả năm làm vất vả rồi, chị em mình cố gắng đi ạ. À, sắm một bộ này để đi diện Tết, đi chơi Tết rất là thích luôn ạ. À, lúc nào cũng tự tin xinh lung linh đi đi chơi nhá, đi chơi Tết nhá. Nhất là các anh mọi người phải tán chồng vào đây, bởi vì hôm nay là ngày hôm mấy rồi nhỉ, sắp đến 14 tháng 2 là ngày lễ Valentine rồi đấy. Mọi người mua tặng vợ một năm vất vả vợ ấy. Sao anh Hải lại mặt 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 đấy. Một năm các chị đó mà vợ các chị em đã vất vả rồi. Địa chỉ hả? Em ở bên chỗ Cẩm Nam 2 á chị, ở bên chỗ Hoa Xuân đó chị ơi. Chào Bích Đỗ.
Một bộ này chị hả? Một cái thỏi son này là trị giá là 295 ngàn chị. Son thì mình có thể lựa chọn son đây là son kem chị nhá. Son kem, một hộp son kem thì hẳn có nhiều có gì nhỉ? Có tặng kem một cái chai giường chai gì quên mất tiêu ta. Cái gì nhỉ? Một chai tẩy trang thì nhá, với này là một một cái ủ môi để tẩy 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 bôi chết đó. Chị ở Đà Nẵng, Phan Xiêm Trinh ơi, môi chị dùng loại nào? Chị Hồng ơi, nếu như mà môi mình mà hơi thấm á, là mình chọn cái màu đỏ cam á chị, hoặc là màu đỏ là hơn sáng mỗi lắm. Bên này chị đánh cái son dưỡng này à, chị đánh thường xuyên là cái son dưỡng này có tác dụng nó làm hồng môi á chị. Một thỏi phấn này là có giá là 315 ngàn mọi người nhá. Một cây son này là có một hộp luôn, bao gồm tặng một một lò tẩy chết á, một lò tẩy trang, với này là một hũ xinh xinh nhỏ nhỏ như này, ủ tế bào chết của mối ạ. Mình chỉ cần ủ xong rồi mình lấy khăn lau đi là mọi tế bào chết của mối sẽ hết ạ. Làm cho mối căng bóng mịn màng lắm. Với này lúc mình đánh phấn lên, đánh son lên nó là mối căng mối đẹp lắm ạ. Lên 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 màu son rất là xinh luôn. Chào Kiều Hành, chào Huyền Anh. Mọi người xem em tẹt son một lần, à tẹt phấn một lần nữa nhá. Mọi người mà muốn em tẹt son màu nào hay như nào thì mọi người cứ comment ạ. Hồi nãy là em có tạo khuyết điểm lên mặt em một lần rồi, bây giờ em tạo thêm một lần nữa để cho các chị xem cái đồ che phủ của phấn nhá. Cho nhiều lúc em nói là mọi người không hình dung được. Chào Trang Mỹ á. Mọi người nhìn thấy em vẽ mặt mèo chưa ạ? Mọi người chia sẻ lại tìm giúp em nhé. Nếu như mà ai mà mua một bộ sản phẩm như thế này ạ, là em sẽ tặng một cây son dưỡng trị giá 85 ngàn mọi người nhé. Nếu mà ở trong Đà Nẵng thì em cố gắng free ship hết cho mọi người. Còn ở thành phố thì bây giờ ship nhanh rất là mắc, nên là em sẽ chia sẻ một phần thôi nhé. Phần như thế này rất là xinh nhá. Mọi người mua hàng cũng để ý giúp em, hộp phần của em bao giờ cũng có cái tem điện tử ấy, tem tem chất hàng ấy. Em cảm ơn chị Hồng. Bây giờ em đánh một lớp phấn mỏng, chị trao thuê nhá, để cho mọi người xem là cái đồ thần thánh, đồ che phủ của phấn nhá. Bởi vì cái khuyết điểm như này mà còn che được thì mọi người cứ nghĩ đi, phấn như thế nào ạ? Đấy, em chỉ cần đánh nhẹ nhẹ vậy thôi rồi em tán phấn đều nhé. Mọi người đánh đều tay là phấn đi cho đều đẹp đó. Cái đầu lông chỗ này cũng rất là mềm luôn mọi người ạ. Nhá, em đánh một bên phấn như này cho mọi người xem nhé. Chỉ cần đi nhẹ thôi ạ. Chị chào chào em Diệp nhá. Diệp về quê chưa Diệp ơi? Diệp thấy chị Hiền mặt mày có xinh không? Đây ạ, à, mọi người nhìn thấy không ạ? À? Em chỉ cần đi nhẹ nhàng thôi, không phải đi nhiều mà phấn cũng ít lắm ạ. À. Chứ không không phải là phải đánh cho mặt dày đâu. Dù em đánh hai lớp phấn rồi nhưng mà mọi người nhìn thấy không, nó rất là tự nhiên luôn, không 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 có một thứ gì là mình gọi là nắng mặt hay là gì đó. Ồ, em cũng về quê muộn vậy hả? Hôm nay chị livestream chị giới thiệu mọi người cái sản phẩm này em này, cái phần BB stick này dùng được lắm à, em ơi. Chị cảm ơn em nhá. Một chị là một năm trăm giá phải có sự thay đổi thì khác khác với em. Đây à mọi người mà em chào chị Hoài. Chị Hoài thấy em tẹt phấn chị Hoài nè.
Em chào chị Vân. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nhiều nhiều lên nào. Em sẽ bán một bộ sản phẩm như thế này à như. Đây một bộ như này. Nếu như bạn kết hợp với son bijou cũng được mà son râu cũng được. Cứ một bộ sản phẩm như thế này em sẽ tặng mọi người một thỏi son này ạ. Cố Hữu cứ comment đi ạ. Cứ đặt một bộ sản phẩm như thế này sẽ được tặng một cây xoa dưỡng này ạ. Hoặc là son râu. Mọi người thích màu hoa mùi của hoa hồng ạ. Cái son râu này làm mưa làm gió lên thị trường cũng rất là lâu rồi ạ. Mọi người biết rồi ạ. Son râu thì đánh mùi thơm nhẹ mùi hoa hồng này, cũng rất là lì nhá. Đây là màu đỏ cam đấy mọi người. Em thấy son nào em cũng tét lên hết rồi, nhưng mà cuối cùng là dùng ít mini à, BB Stick 315.000 mini nhá. Ta bàn tâm Ngô Ngọc. Mọi người cùng chia sẻ livestream giúp 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 mình ạ. À. Mọi người có đặt hàng hôm nay thì cũng nhanh chóng đặt giùm mình để mình còn ship, bởi vì là về phía các bạn mà ở các tỉnh thành khác á, ở Đà Nẵng thì đơn giản em sẽ ship đến 30 em cũng ship cho được. Còn ví dụ như ở Đà Nẵng quên ở các tỉnh thành khác á, là bưu điện họ không nhận. Nên mọi người mà không có lý do gì để mà chăn chứ từ chối một cái thỏi son thỏi phấn này. Dùng rất là ưng ý luôn ạ. À. Em phấn son em rất là nhiều nhưng mà chỉ có cây này là em thấy là hài lòng nhất ạ. À. Thứ nhất là đồ che phủ, thứ hai nữa là mịn lắm. Mà dùng không thấy mình đánh phấn cũng giống như không vậy, mùi thơm rất là dễ chịu luôn ạ. À. Chào bạn Ngọc Lan Nguyễn nhé. Mình mới tét một bên phấn còn để như thế này ạ. À. Đây ạ. Để cho mọi người nhìn thấy được cái sự cái đồ che phủ của phấn chứ còn ví như em đánh hết mọi người sẽ không thấy ạ. À. Em chào chị Huỳnh Vân. Mọi người ơi, mọi người không có mọi người chia sẻ livestream lên nhiều nhiều giúp em ạ. À. Em đang tẹt cái phần BB stick này mà mọi người ạ. À. Em tạo những cái khuyết điểm hồi này em đã đánh một lần một lớp rồi ạ. À. Bây giờ đến lớp thứ hai mà em muốn để lại cho mọi người mà các chị vào sau chưa nhìn thấy á. Sẽ nhìn thấy xí nữa em sẽ đánh cho mọi người sẽ thấy. Mọi người thấy không ạ? À? Phấn dùng rất là thích luôn ạ. À. Ai mà mọi người mà muốn em tẹt son á thì mọi người cứ comment nhá. Em sẽ xóa cái son trên môi em tẹt cho mọi người xem ạ. À. Chào bạn Thiên Ân, Thiên Ngân. BB Stick này có giá là 315 ngàn. Nếu như bạn mua một bộ sản phẩm này ở trong livestream sẽ được tặng một cây son dưỡng bijou ạ. À. Cái này em chỉ cần một cây son dưỡng này ở trong mùa đông này thôi là môi mình không phải lo nứt nẻ gì hết ạ. À. Chào chị Kiều Anh ạ. À. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nhé. Chia sẻ nếu mà mọi người chơi đông đông xỉn là em sẽ làm game tặng quà mọi người này nhá. Hồi nãy bạn nhà Vi đã trúng một cây son rồi ạ. À. Mọi người chia sẻ, mọi người tham gia lên 50 người là em sẽ tặng một cây BB Stick này luôn. Mọi người nhìn thấy em tạo khuyết điểm đấy không ạ? À? Cái chỗ này là em đã che phủ hết rồi, chỉ cần đi một lớp nhẹ phấn nhẹ thôi. Chào thú tươi giấc ngủ ha. Thế hôm nay tranh thủ live stream với mọi người một chút này. Chào Huỳnh Thảo Vi. À, em live stream em giới thiệu cái sản phẩm này cho mọi người một chút ạ. À. Cái phấn BB Stick này rất là đáng hot trên thị trường hiện nay ạ. À. Em hàng vừa về cái là hết, hàng vừa về cái là hết mọi người nhé. Hôm nay tranh thủ bởi vì là bưu điện sắp nghỉ ship rồi. Đến thứ bảy nên là bưu điện không có ship nữa. Nên là các chị ở xa thì comment bên này là inbox mua hàng giúp em mà. Chứ sau sau thứ bảy mà mọi người muốn mua em không biết là gửi bằng cách gì nữa. Vận chuyển ngay bữa nay Tết đó, rất là căng.
Phấn đánh dễ thương lắm chị, đánh mịn lắm. Em đánh đây cho chị xem này. Giới thiệu nói thì hơi khó, nhưng mà bây giờ em tạo khuyết điểm đến mức em là lần thứ hai đấy chị Hương, mà em chỉ cần đi nhẹ thôi chị này là che hết mọi khuyết điểm luôn á. Đấy chị thấy không ạ? Chị Hương cũng nhìn thấy em ấy, da em da khuyết điểm nhiều, ví như nốt ruồi nhiều này, rồi bị lỗ chân lông to, nhưng mà 1 năm chăm da bữa nay da cũng đỡ đỡ, nhưng mà cái phần này chị thấy không ạ? Em dùng thích lắm ạ. Đấy. Chào chị Mai Phạm ạ. Chào Thẩm Nguyễn, chào Thu Hà Trần. Mọi người chia sẻ like tin giúp mình ạ. Hôm nay em test cái phấn BB Stick này muốn giới thiệu đến với mọi người. Thứ nhất là đến Tết rồi mình cứ tự tin đánh một lớp phấn nhẹ thôi, trang quẹt một thỏi son nữa là đi ra đường là khỏi ai ai cũng nhìn thấy mình hết đó, bởi vì xinh lung linh mà. Chào Trần, Trần Vân hả? Nhất là cả anh chồng này, sắp đến Valentine rồi, 1 năm vừa làm việc vất vả rồi, chẳng có lý do gì mà chồng không tặng vợ một bộ sản phẩm này ạ. Mọi người mua một bộ sản phẩm này, cái phần này là ba có giá bán lẻ là 315 ngàn. Với son này có giá là 165 ngàn. Son mình có với 4 loại son luôn. Chào Trần, Trần Thị Ngọc Hành. À, cái phấn BB Stick này có giá là 315 ngàn bạn nhé, thẩm phán nhé. Nếu như mua cả bộ. Phấn này em chỉ nhập màu 22 thôi chị ạ, bởi vì thường thường da cái màu phấn này nó phù hợp với da người Việt Nam mình là da vàng á chị, vì này là cái phấn này che khuyết điểm rất là tốt, bởi vì là ít nhiều cái trên khuôn mặt mình á vẫn là có khuyết điểm, chứ còn lại cái phấn màu 221 á, cái màu đấy là dành cho da trắng, với nên là không có khuyết điểm mà mình thì ít lắm, nên là cái màu 21 bán hạn chế nên em không có nhập, em chỉ nhập màu 22 này thôi. Màu 22 rất là chày ạ. Em nhập về hàng hồi mới hồi sáng nay, là tối nay là hết hàng rồi. Bây giờ em live tiếp một lần nữa bởi vì chỉ nhập được một lần hàng cuối nữa thôi chị nè. 315 ngàn một cây, một bộ như này em sẽ tặng mọi người một cái son dưỡng này ạ. À, thường thường á ở Đà Nẵng mình ít lạnh, nhưng mà năm nay em thấy lạnh rất là nhiều. Mà trước á em không bán mỹ phẩm là em không để ý tới vẻ bên ngoài của người khác, nhưng bây giờ em bán là em thấy da mọi người hay bị khô này, khô sần sùi lắm, với này là môi khô nứt nẻ, mà thấy đi gặp đối tác khách hàng hay đi gặp mọi người á thấy da khô ơi là khô, nhưng mọi người chưa 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 có biết cách chăm sóc da. Trước á em cũng không không để ý đâu, với nhưng mà mình có tuổi xỉ nên là da mình hơn xuống cấp ghê gớm lắm, là phải chăm da dưỡng da, mà nhất là đến cái thời điểm này là Tết á, mọi người đi chơi nhiều ra phơi gió nhiều là da khô lắm, nhất là môi nữa, chỉ cần mình thiếu nước một xí là da khô môi khô về là khó chịu lắm, mà mất công chăm ghê gớm lắm, nên mọi người không có lý do gì để từ chối một cái thỏi son máy thỏi phần này đâu ạ. À, chỉ có 315 ngàn thôi mà mình đánh mãi thôi, bởi vì là thỏi phần dài lắm ạ. À, em không là bởi vì họ khuyến cáo là vặn lên vừa phải, không có vặn á chứ vặn rất là dài đấy mọi người ạ. À, em vặn không hết mà sợ đó, vặn con nữa nhưng mà em không dám vặn hết ạ. À, rất là dài luôn, mình đi đâu chỉ cần quẹt nhẹ một lớp là dễ thương lắm rồi ạ. À, chào Nguyễn Thị Cẩm Vân nhé. À dạ em cảm ơn chị ạ. À, mai em cố gắng em sẽ ship cho chị nhé, mà không được thì ngay kia chị nhé, vì bây giờ em không biết là con cái nào được không. Mọi người chia sẻ lại tin giùm em hả, bởi vì là nói chung là công việc em cũng rất là bận, nhưng mà em cố gắng live stream để cho mọi người thấy cái sản phẩm hàng tốt như thế nào. Mọi người mua sản phẩm để nhất là mình đánh nóng cái dịp Tết này không lộ vân kem này, không bị mà ví như các chị mà da bị nhơn á, là thường thường mình đánh mấy cái phấn mà cứ bị lộ lộ rồi thì phải trôi phấn này kia, rất là nhìn thấy không là không tự tin, chứ còn cái phấn này không hề nhá. Mọi người đánh mịn lắm, phấn ăn vô da với này dễ thích lắm, chứ không 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 phải như vậy, mà chỉ cần một cây phấn nền này thôi là bỏ qua các bước trang điểm hồi xưa là mình là công kênh lắm, nào là kem lót rồi phấn phủ rồi phấn
kém che khuyết điểm luôn, là đủ thứ tùm lum. Cho hôm nay ví như mặt ai mà thực sự là khuyết điểm lớn thì mình cần phải dùng kem che khuyết điểm, còn lại khuyết điểm nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ trên mặt ta không cần nhé, chỉ cần một lớp phấn này thôi là sẽ tự tin xinh lung linh luôn. Giống như da mặt em là em có hai khuyết điểm lớn, đó là nốt ruồi nhiều, với này là em cho anh Quân nhá. Anh Quân chia sẻ bao giùm em ạ. Là em đang nói cái đồ che phủ của phấn là bây giờ em test lại cái em quẹt hết cái phần che phủ cái khuyết điểm em vừa mới tạo nhá. Đấy em để cả rất là lâu rồi em mới 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 đánh lại đấy ạ. À. Nhưng mà mọi người thấy không ạ? À? Phần đánh rất có máu không, rất là tự nhiên, rất là xinh mọi người nhá. Dạ, em cảm ơn chị ạ. À. Mai em đem lên. Chào xe là xa lem khá khăn nhá. Em chào anh Quân ngủ muộn thế à? Anh Quân chuẩn bị Tết đến đâu rồi nào? Mọi người thấy không ạ? À? Em rất là mọi người ơi, không có lý do gì mà từ chối một bộ sản phẩm này để được tặng một một cây son này ạ. À. Cái thỏi son dưỡng này dùng rất là thích luôn mọi người nhé. Nhưng ứng nghĩ là mà mọi người thấy em không ạ? À? Em đã trang điểm hai lớp rồi, nhưng hai lớp mà mực rồi đấy ạ. À. Em tạo khuyết điểm nhưng mà mọi người thấy không, mà da vẫn rất là mịn màng mà nhẹ nhàng tự nhiên, chứ không có mà bị mặn bị nặng hay là phấn dày quá hẳn, rất là mỏng luôn. Đen ngoài chị đứa ai mới đi nhậu về hả, đến ngoài cửa rồi chưa cha. Ừ, việc không giấu thôi em dịch cùng 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 méo miệng cái này. Hôm ba không tạo lên trời mà nhậu chi dữ rồi anh. Nói sao báo cáo vì Ngọc Hoàng năm nay gia đình thế nào? Mọi người chia sẻ bài giúp em mà, chia sẻ livestream tích cực giúp em mà. Mọi người comment nữa, comment để cái comment của mọi người ví như muốn mua hoặc muốn hỏi sản phẩm, mua sản phẩm á thì cứ comment nhiều tích cực giúp em mà, bởi vì nhiều lúc á em sau khi mà kết thúc livestream em coi lại thì rất nhiều comment bị ẩn luôn ạ. À. Cho vô thải, vô thải chứ ngủ hả? Mọi người chia sẻ livestream giúp em nhé. Hôm nay em livestream cái bữa cuối cùng để tri ân mọi người. Một bộ sản phẩm trang điểm như thế này rất đơn giản. Trong ví của mình ngày càng gọn nhẹ nhá, đi đâu cũng vậy, với mình muốn đi đâu mà không tự tin cứ mang hai em này trong túi là đi đâu cũng xinh hết á. Chào Nghị Phạm. Anh Quân nói chuyện vui vừa đi. Kể cho năm nay năm kia họ được, họ bảo được mua 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 con thì mất mua lúa, chứ năm nay sang em bé thì thôi, làm nhà nữa đủ thứ kiểu hết mà anh lo chi anh. Năm nay mà thất bại sang năm sẽ làm ăn được mua gấp đôi. Mọi người chia sẻ giúp em mà, mọi người có cần em tẹt một lần phấn nữa không hả? Tạo khuyết điểm lên mắt hồi nãy giờ là em vẽ trên mắt em mắt mèo là hai lần rồi đấy ạ. À. Một thỏi phấn chỉ có 315 ngàn, rất là ok luôn. Cái phấn này cũng được lọt trong top 5 kem nền mà sử dụng là ok nhất hiện nay ạ. À, là cùng ngang ngửa với các hàng thế giới đấy ạ. À. Mọi người cứ xem bài năm top 5 sản top 5 loại kem nền á được tin dùng nhất là sẽ có cái BB Stick này nhá. Em có chia sẻ bài ở Facebook của em, nhưng mà tại vì Facebook của em úp bài cho cộng tác viên bên này mọi người lấy bài của em á, nên là bài hình thể trôi rất là nhiều, mọi người có thể là không để ý. Em chào chị Hằng Nguyễn á. Chị Hằng sắm để đến đâu chị Hằng ơi, chia sẻ livestream giúp em chị Hằng ơi. Em đang giới thiệu với mọi người cái phần BB Stick này này chị Hằng.
Vẫn dùng rất là ưng luôn ạ. Chào Trần Thanh Trang nhé, chào Huyền Trang ạ. Mọi người chia sẻ và livestream giùm em ạ. Chào Đỗ Ngọc Quý. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream mình giùm mình ạ. Đang livestream mà cứ tin nhắn tính tính thôi. Mọi người mua một bộ sản phẩm này thì mình sẽ tặng một cái thỏi son bijou này ạ. Thỏi son dưỡng này dùng rất là thích ở trong mùa đông, thì bây giờ mình thấy ở trong Bình Dương cũng thấy lành lành rồi đấy. Ở Sài Gòn mình cũng thấy lành rồi. Chia sẻ cái gì đấy hả? Mọi người chia sẻ tích cực giùm em hả? Ai mà cần em test lại một lần phần nữa em sẽ test lại nhé. Test cho mọi người, bởi vì em thấy em đánh phần lên 2 lần rồi đấy ạ. Nhưng mà mọi người thấy không ạ? Em có một vịt bự ở đây. Nhưng mà cũng em không cần không chép khuyết điểm tí nào ạ. Mọi người chia sẻ lại một bộ chị Hương hả? Chị phải chọn 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 son chứ, son thì ví dụ như son bijou mà son này thì chỉ có 165 ngàn thôi ạ. Còn có một son nữa là 185 ngàn, còn một cái hộp son kem ấy chị nè. Con kem thì em thấy chị Hương ít đánh, mà son em thấy cái giống như son kem em đang đánh anh chị Hương này, là em thấy là độ lì của son kem nó tốt hơn là son thỏi ấy. Chào Lê Hằng. Cái hộp phấn này là có giá 315 ngàn, còn mình phụ thuộc vào mình chọn cái son chị ạ. À? Em có cái loại son thỏi của Vinhomes mới đấy em. Okay. Đấy chị Hương này, cái phần này cái nắp bằng 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 nhôm á, đẹp lắm, thích lắm. Đây chị nhìn thấy cái màu 08 không à? Cái màu này thì phù hợp với mọi người đánh mà thích màu môi mình tự nhiên ạ. À. Không không quá đậm mà cũng không quá lợn lợn. Trời ơi, đang live stream gần hết pin không biết làm răng đây. Anh mang nó cho em mượn cái cục sạc với. Cái thỏi son này có giá là 185 ngàn chị, nếu mà mua một bộ là tròn tròn 500 ngàn đấy ạ. À, là em tặng một cái son dưỡng nữa ạ. À, đấy mọi người thấy thấy để em đóng lại cái này cho em mừng công sang anh nhá. Đây ạ. À, rất là xinh luôn. Đây là thương hiệu Bijou. Còn nếu như mọi người muốn dùng son này ạ. À, son râu, son này cũng là son kem, màu em đang cầm đến tay là màu cam đất ấy, màu đỏ cam đây ạ. À, một bộ đây ạ. À, đây là dùng của một hãng Mini Garden, hàng đều của Việt Nam hết nhưng mà chất lượng thì là ngang ngửa với quốc tế luôn đấy mọi người ạ. À, ai mà đã dùng cái sản phẩm bên em nó sẽ thấy ạ. À, giống như em thấy cái thỏi son này này em rất là ưng ý luôn. Vì trời Đà Nẵng mình nó có trời Đà Nẵng rất là khô, mà em đi làm tận 10 cây số nên là da khô lắm, môi khô lắm. Chỉ cần mà thiếu một ngày là thấy môi khô dễ sờ, nhưng mà chỉ cần mình đánh lên một cái là giờ làm sao nhỉ, thì quay nghiêng đi hả, quay thì quay đi. À, thôi như vậy được, mọi người xem ngang nhé. Để em sạc cái pin cái đã. Đây ạ. À, cũng khó nhỉ, nhìn thấy hình cũng đẹp. Ngồi xa xa này xí. Dạ mai em đem cho chị hả?
Chị chọn màu đi à? Em có màu 03 này, nhưng mà chị Hương mà thích màu nhạt nhạt thì em nghĩ là 08 là phù hợp, hoặc 06. Mọi người chia sẻ bài tích cực giùm em ạ. Một bộ sản phẩm như thế này có giá là 500k và em sẽ tặng một cây son này ạ. À, mọi người nhé. Mọi người mà muốn em tẹt son một lần nữa thì em sẽ tẹt nhé. Không thích. Chào Trương Hữu Phước. Mọi người chia sẻ bài tích cực giùm em ạ. Để em xem bao nhiêu mấy giờ nè, cũng 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 muộn muộn rồi đấy. Màu cam đất em chỉ có màu son nữ cơ chị, là em có màu cam đất. Son kem á, son kem thì chị đánh nó chị chờ khô hơi lâu một chút, cỡ khoảng 2 đến 3 phút ạ. À, màu cam đất em thấy là rất là ưng ý luôn, nhưng mà son kem á, làm trời mùa này nữa là hình hình hơi lâu khô. Còn son thỏi em lại không 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 còn màu cam đất. Hình như mọi người thích màu đấy sao, em thấy rất là nhiều người mua màu cam đất luôn ạ. À, Giang Kiều chia sẻ ba dân chị đi Giang Kiều ơi. Đi ăn tất nên giờ mới về nữa hả? Mọi người chia sẻ ba giúp em nhé. Có cần em tẹt một lần phấn thì cứ comment giúp em mà. Em đã tẹt 2 lần, đã tạo khuyết điểm lên mặt mình 2 lần rồi ạ. À, mà mọi người thấy không ạ? À, nhìn mặt em vẫn rất là mịn và tự nhiên nhá, không có bị nặng mặt hay là như thế nào ạ. À, da rất là mịn, không bị xù xì. Xuống hãy ăn nhậu giờ mới về. Chị hả, làm một mỡ hành xong xong rồi hẹn mọi người live stream trễ 30 phút này. Hồi nãy giờ live stream được 1 tiếng rồi đó em. Mọi người chia sẻ bài tích cực giùm em ạ. À, chia sẻ bài Giáng Kiều ơi. Chị live stream hôm nay nữa để xem thế nào. Tim bắn loạn xạ. Lúc đầu chị định live stream hồi nhóm nhưng mà nghĩ thôi live stream ở Facebook mình cho mọi người quen. Vì mình toàn là tranh thủ thời gian ấy, nên là thôi cố gắng sắp xếp live stream cho mọi người xem tết cái phần này, xem cái đồ thần thánh của phần. Mọi người chia sẻ bài giúp em ạ. À, một bộ sản phẩm này ví như là một cây son và một cây phấn này ạ. À, BB Stick có giá là 315 ngàn ạ. À, rất là thích luôn. Phấn hồng đánh lên da hồng hồng nhé, xinh lắm ạ. À, son cũng vậy, son nghe hỏi son mọi người thấy xinh không? Anh bán ơi, nói nhỏ thôi. Đây một cái thỏi son này ạ. À, rất là thích luôn, rất là ưng ý luôn ạ. À, em mở đây mọi người xem nhé. Đây ạ. À, xinh lắm. Em đánh rồi giờ mà tẩy trang đánh lại em nhát quá thôi chứ. Không test cho mọi người xem ạ. Mọi người mà comment cả là em test lên à. Mọi người chia sẻ live stream giúp em nhé. Chắc em phải tắt live nha để cho mấy đứa ngủ chứ kéo ý ai ở im. Mọi người tích cực chia sẻ live stream, sau live stream em sẽ kiểm tra nhé. Nếu mà cứ mà ai mà chia sẻ được trên 12 hội nhóm làm chụp chụp màn hình gửi cho em ạ. À, là em sẽ tặng mọi người một thỏi son dưỡng bijou này nhé. Bye mọi người. Chào chị Dũng Hồ, em đang muốn kết thúc live.
Mọi người mà có muốn em tư vấn sản phẩm về cái phấn BB Stick này ạ, với nền son, thì mọi người cứ inbox nhé. Trong mua trong livestream này thì em sẽ tặng hai sản phẩm, một bộ trang điểm này ạ. Bây giờ mình chỉ cần một bộ này, không cần phải lỉnh kỉnh nào nó kem lót kem phấn phủ hay này kia đâu, mà chỉ cần một cái thỏi này là em thấy xinh lung linh rồi. Mà bây giờ mọi người hay trang điểm theo phong cách Hàn Quốc ấy, là chỉ cần như vậy thôi là đủ, là em sẽ tặng một cái son dưỡng này ạ. Son dưỡng môi này mình đánh bất kỳ lúc nào mình muốn luôn, môi rất là mềm luôn ạ. Định lái hồi nhóm nhưng mà giờ muốn mất rồi. Mọi người chia sẻ bài giùm em nhé. Ai mua hàng hay như thế nào thì sau livestream em sẽ check tin nhắn nhé. Bây giờ em tạm biệt mọi người đã. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé.